chào ở nhà nhé. Nhà em lại tiếp tục cập nhật cái dòng hàng kiếm á, hàng kiếm gieo hạt. Và đây là hàng gieo hạt tại Việt Nam. Đó, một dòng kiếm mà em bán rất là chạy hàng trong cái thời gian vừa rồi. Đây là hàng mà nhà em nhập từ vườn, người ta sản xuất số lượng lớn với dòng giống nó khá là chuẩn chỉnh. Đó, hàng thì đi hàng liên tục và hàng về liên tục luôn. Đấy, cái sản phẩm kiếm này thì hiện tại em đang bán ra ngoài thị trường với giá cực kỳ là rẻ, với giá là 40.000 đồng một cốc. Hiện tại thì có 5 mã như sau. Mã đỏ Nghệ An, mã số 1, thứ hai là đỏ Thái, Phan Chí, vàng Củ Chi và xanh Huế. Đấy, tất cả những dòng kiếm này đều là dòng kiếm mà gần 1 năm tuổi các bác nhá. Cái giá này hiện tại thì đây, những cái cây kiếm này rất là cứng cáp đây ạ. Em cho mọi người xem, cây kiếm khá là cứng cáp, dòng giống và hàng gieo hạt tại Việt Nam. Hàng này thì em thấy khách nhà em thì nhận hàng khá là ưng ý. Và cước thì vận chuyển nó cũng rất là rẻ, chỉ tầm khoảng 30 đến 35 nghìn một cái đơn hàng này thôi. Nên các bác đặt hàng thì cứ inbox cho em nhé. Đơn hàng kiếm giống hàng nhà em về nhiều. Hôm nay thì về ngập tràn luôn. Tất cả những dòng kiếm rất là hot, đặc biệt là dòng Phan Chí và xanh Huế là hai dòng mà được mọi người rất là ưu tiên. Đó. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại em ghi ở trên màn hình nhé. Chào tất cả mọi người.